Xin mến chào quý vị khán giả và các bạn đã và đang xem trên kênh Trợ lý Nhà đẹp NTN. Và hôm nay em lại đang có mặt tại Đồi Bông, xã Kim Long, Tam Đảo, Vĩnh Phúc, thăm và review lại căn biệt thự nhà vườn mái Nhật chữ U Lam Gian 2 tầng mái do chính Nguyễn Tất Nhiên tư vấn phong thủy và thiết kế. Một chút nữa thôi, em xin giới thiệu với quý vị khán giả và các bạn căn biệt thự đó. Hôm nay em xin đứng ở cái góc bên này, cái góc bên trái của ngôi nhà đó, đó là vế cao ở trên sườn đồi. Em sẽ quay từ cái bên vế bên trái của ngôi nhà cho quý vị khán giả và các bạn cùng xem. Với cái căn biệt thự chữ U Lam Gian này thì được rất nhiều các bạn yêu thích, các bạn nhà trưởng, con trưởng yêu thích vì cái không gian của nó rộng rãi, phù hợp sinh hoạt. Đó, trước màn hình em đây là căn biệt thự. Và căn biệt thự này thì đã được hoàn thiện để tới 90% rồi ạ. Do một số cái lý do, một số vấn đề gia đình đang hoàn thiện lốt. Xin lỗi quý vị khán giả và các bạn, con chó nó làm phiền quá. Đó, em xin chuyển góc quay ra bên đây để là đỡ làm phiền quý vị khán giả và các bạn lúc đang xem. Quý vị khán giả và các bạn đang xem trên kênh, hãy cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh để các bạn đang chuẩn bị làm nhà có thật nhiều cái mẫu nhà thực tế do thầy trò em đi tư vấn phong thủy và thiết kế ạ. Đó, quý vị khán giả và các bạn có nhiều cái mẫu tham khảo. Đó, trước màn hình em là cái khuôn viên của ngôi nhà. Và ngôi nhà này tính cả không gian bếp, lối không gian bếp với diện tích của ngôi nhà là được 23m. Đó, 23m thì không gian chính của ngôi nhà là được 17m. Và cái không gian bếp đây là được 4m cộng với 2m ở cái lối đi, lối hành lang giao thông ngăn cách giữa nhà lớn và bếp ạ. Đó, không gian bếp này được thiết kế liền khối với ngôi nhà lớn. Và trong tư vấn phong thủy và thiết kế thì do vế bên phải của ngôi nhà đó là cái con đường. Đó, con đường, cái view cánh đồng. Vì vậy Nguyễn Tất Nhiên đã đổi vế phong thủy của ngôi nhà, đổi vế động sang vế tĩnh cho nó phù hợp với mảnh đất. Đó, và không gian nhà chính này có diện tích 17 x 10 ạ. Đó, diện tích của ngôi nhà lớn này là 17 x 10. Và không gian phòng khách, không gian này được chia làm 5 không gian và 3 gian giữa cũng là 3 gian chính. Đó, 3 gian chính này có diện tích. Đó, trước mặt này em là cái sảnh chính của ngôi nhà cũng là 3 gian chính. Và với căn biệt thự này thì được thiết kế một cái cửa lớn ở giữa và hai cửa nhỏ hai bên. Đó, cái được thiết kế 5 bậc ạ. Với những cái căn nhà vườn thì thường xuyên là được thiết kế 5 bậc và trụ cột vuông 50. Đó, với những nét phào chỉ đơn giản, tân cổ điển tạo lên cái vẻ đẹp cho ngôi nhà. Và với cái không gian của cái tầng hai tầng mái này thì nó sẽ giúp cho ngôi nhà chúng ta rộng thoáng hơn. Nhưng trong quá trình bác hoàn thiện thì bác đã tụt thấp cái trần này xuống ạ. Nếu nguyên cái trần này không, nếu mà cao lên dạ trần của cái tầng mái thứ hai kia là nó hơn 5m. Các bạn bác chủ nhà này, bác đã xuống thấp cái trần này ạ. Chúng ta xuống thấp như thế này thì khi chúng ta hoàn thiện các bác thợ sẽ nhàn hơn. Cái ngôi nhà của chúng ta nó cảm giác nó sẽ thấp hơn đi ạ. Đó, và không gian 3 phòng này có diện tích là hơn 60m². Đó, và phòng thờ hậu cung. Đó, chính giữa màn hình em là cái phòng thờ hậu cung được lùi xuống 1m. Đó, tránh khỏi cái rầm ạ. Đó, và đây là không gian phòng khách. Quý vị khán giả và các bạn nhìn thấy có rộng không ạ?
Đó. Trang trí một màu trắng đơn giản, trần thạch cao. Và không gian này rất phù hợp khi chúng ta là nhà trưởng, con trưởng hoặc những lúc gia đình có công có việc, sẽ chúng ta sinh hoạt sẽ thoải mái hơn ạ. Và cái khoảng sảnh ở ngoài, khoảng hiên ở ngoài có diện tích hơn 20 m². Giờ mời quý vị khán giả và các bạn cùng em thăm cái không gian phòng ngủ. Và ở ngôi nhà là phòng ngủ thì được thiết kế 4 phòng ngủ và có diện tích đều như nhau. Mỗi phòng ngủ đều có 16 m². Đó. Với cái phòng ngủ này thì được mở cửa sổ rất là nhiều ạ. Một cửa sổ lớn và 3 cửa sổ nhỏ. Khi chúng ta ở như thế này, trong cái căn phòng của chúng ta sẽ tạo được cái độ thông thoáng tốt nhất với các mùa. Mùa hè thì ta mở ra và mùa đông ta lại đại lại. Đó. Và cái lối hành lang giao thông ở trong ngôi nhà thì được thiết kế để rộng 2 m. Đó. Em xin quay qua cái phòng ngủ thôi, vì phòng ngủ ở trong căn nhà này 4 phòng ngủ đều có diện tích như nhau. Có một cái phòng bên trước màn hình em đây là phòng được thiết kế một nhà vệ sinh khép kín. Đó. 16 m² mà trừ cái diện tích phòng vệ sinh ra thì nó còn khoảng 13 m ạ. Đó. Còn những cái phòng ngủ, 3 phòng ngủ thì đều có diện tích như nhau và được lối mở một lối hành lang, một cửa cửa ngang lớn. Cái lối sang khu nhà, cái lối sang khu nhà ăn. Đó. Và cái lối hành lang này được thông xuống khu nhà ăn. Và khu nhà ăn này thì được ví dụ chúng ta sợ mùi nó sang đây thì được có một cái khoảng ngăn cách này rồi. Chúng ta sợ mùi thì chúng ta có thể lắp thêm một cái cửa kính. Và ở cái lối chung là được thiết kế một nhà vệ sinh chung. Cũng là ở trên là một cái kho chứa đồ mà thông lên mái để chúng ta khi sửa chữa mái hoặc là điện nước ở trên đó. Và đây em xin giới thiệu khu bếp. Và khu bếp này có diện tích 4 x 10 là 40 m² ạ. 5 x 10. Đó, khu không gian khu bếp. Và không gian này thì bác vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, đồ đạc chưa gọn gàng ngăn nắp. Đó. Đó là cái không gian phòng bếp, view nhìn ra đằng trước. Và không gian bếp này được mở một cửa to và rất nhiều cửa nhỏ. Có một cái sảnh phụ để bước ra cái khu sân ướt ạ. Đó. Với những cái ngôi nhà Việt của chúng ta ở quê thì không bao giờ thiếu được những cái nhà xe bếp phụ. Và đây, cái không gian này là không gian sân ướt của bác Lực ạ. Đó. Khi cái view khi nhà bác xong là có một cái view nhìn ra cánh đồng rất là đẹp. Và đối diện bên nhà bác kia là có một cái căn nhà 2 tầng. Nhưng so với căn nhà 2 tầng đấy ở bên này với miếng đồi bên kia thì nó cũng chỉ cao bằng nhau thôi. Cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đã xem những chia sẻ của em tới đây. Nếu quý vị khán giả và các bạn có nhu cầu tư vấn phong thủy và thiết kế nhà mới, xin hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình hoặc dưới đường ghi bình luận. Thầy trò em sẽ đến giúp quý vị khán giả và các bạn hoàn thành ngôi nhà mơ ước, tiết kiệm tiền, tiết kiệm chi phí, tối ưu không gian. Em xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả và các bạn. Chúc quý vị khán giả và các bạn thật nhiều sức khỏe, xây được cho mình những ngôi nhà đẹp, phong thủy, đẹp với túi tiền. Dù to dù nhỏ chúng ta cũng nên có một cái tư vấn phong thủy, nên có một cái thiết kế. Thì khi chúng ta vào xây nhà, chúng ta không phải đau đầu với những cái thay đổi trong quá trình xây dựng ạ. Khi chúng ta có thiết kế rồi thì chúng ta làm hoàn toàn theo thiết kế, thì các bác thợ xây cũng có cái phần nào đấy đỡ đau đầu hơn ạ. Em xin cảm ơn quý vị khán giả và các bạn.